Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kinh Lăng Nghiêm, biểu tượng của chánh pháp. Các kinh điển của Phật giáo đều là trọng yếu cả, Kinh Lăng Nghiêm lại càng đặc biệt. Nơi nào có Kinh Lăng Nghiêm, tức nơi đó có chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà không còn thì lúc đó là mạt pháp. Tín đồ Phật giáo chúng ta phải mang hết tâm trí và mồ hôi nước mắt để ủng hộ bộ kinh này. Kinh Pháp Diệt Tận có nói, tới lúc mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên, sau đến các kinh khác. Nếu quả Kinh Lăng Nghiêm không bị diệt thì chánh pháp hiện tiền, cho nên Phật giáo đồ chúng ta quyết lấy mạng sống ra để hộ trì, lấy mồ hôi nước mắt để hộ trì, lấy chí nguyện để hộ trì Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm mà tồn tại mãi với thế gian, được phát huy rộng lớn, lưu thông tới tận từng hạt bụi vi trần, phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới, và tới tận cùng hư không khắp các pháp giới. Nếu được như vậy thì chánh pháp quả là sáng sủa, rực rỡ. Tại sao lại nói rằng Kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên? Bởi kinh này giảng đạo lý rất là chân thật, thiên ma ngoại đạo chịu không nổi mới tìm đủ mọi cách để phá hoại kinh, tiêu diệt cho được kinh này. Trước hết, chúng rêu rao rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là do chính kim ngôn của Đức Phật nói ra, mà do người đời sau ngụy tạo. Như vậy, Kinh Lăng Nghiêm là kinh giả, là ngụy kinh, đó là những thủ đoạn xấu xa của bọn ngoại đạo, cốt dùng cưỡng từ, đoạt lý để phá hoại Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là thân của Phật, là xá lợi của Phật, là tháp miếu của Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm có 4 loại giáo huấn thanh tịnh, có 25 vị thánh thuật lại kinh nghiệm viên thông và có nói tới 50 cảnh giới ấm ma. Những pháp này có thể ví như cái kính chiếu yêu, khiến cho bàng môn ngoại đạo phải lộ hết nguyên hình, yêu ma quỷ quái hết chỗ ẩn náu. Do đó, để tự vệ, chúng phải rêu rao rằng Kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy tạo, không nên tin theo. Một số người khác chẳng hiểu biết gì, không đủ trí huệ để phân biệt thật giả, ai nói sao thì nói theo làm vậy, cũng phụ họa với chúng, mà bảo rằng Lăng Nghiêm không phải do Phật nói. Kinh Lăng Nghiêm nói về đạo nghĩa thì thật là chính xác, thật là hợp lý, nên yêu ma quỷ quái cũng như hạng bàng môn tà đạo không còn chỗ ẩn náu, chúng phải dùng những thủ đoạn xấu xa như vậy để hòng phá hoại kinh, làm như vậy ắt phải đọa địa ngục. Gần đây, một số học giả thiếu hiểu biết, rồi một số Phật giáo đồ ngu si, không nhận thức đúng về Phật giáo, không hiểu minh bạch về Phật học, tóm lại là biết nửa mùa, đem lời của thánh nhân ra để phê phán, rồi phát biểu một cách càn rỡ. Người học Phật Pháp nên hiểu thấu đạo nghĩa lý, Kinh Lăng Nghiêm, để có thể đề xướng kinh này ở khắp mọi nơi, tuyên dương, giải thích và hộ trì kinh này, ngõ hầu giữ cho chánh pháp trụ thế, cho tà pháp bị tiêu diệt. Đó chính là trách nhiệm của tất cả Phật giáo đồ. Ngày hôm nay, tôi xin bảo đảm với tất cả quý vị rằng Kinh Lăng Nghiêm là kinh chân chính. Nếu quả không phải như vậy, tôi xin nguyện xuống địa ngục, bởi lý do tôi không có nhận định đúng về Phật Pháp, lấy giả cho là thật, tôi xin cam lòng chịu quả báo đó. Như Lăng Nghiêm là kinh thật, tôi còn phát nguyện rằng, đời đời kiếp kiếp tôi sẽ hoằng dương Pháp Lăng Nghiêm và tuyên giảng chân lý trong Lăng Nghiêm. Quý vị thử nghĩ coi, nếu kinh này không phải do Phật nói ra thì ai có thể nói được một loại pháp chánh xác như vậy? Tôi hy vọng người nào đó phê phán Kinh Lăng Nghiêm và bảo nó là kinh giả thì hãy mau mau sám hối, sửa lại sự sai trái của mình, nếu không ắt bị đọa địa ngục, rút lưỡi. Tôi mong cầu những ai niệm Kinh Lăng Nghiêm, giảng Kinh Lăng Nghiêm, tuyên dương Kinh Lăng Nghiêm, lưu thông Kinh Lăng Nghiêm, tất cả đều sớm thành Phật đạo. Ha ha ha, 问什么的说